Dự án đường liên kết 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc có chiều dài hơn 42 km, khởi công giữa tháng 5 năm 2022 với tổng mức đầu tư 3.800 tỷ đồng. Theo ghi nhận của phóng viên, song song với quá trình thi công đường, giải cấp phối đá răm, các cống chui cầu vượt trên tuyến cũng đang dần hình thành. Tại khu vực sông Công, đoạn qua địa phận phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên, các nhà thầu đang tập trung thi công cầu vượt sông. Hiện tại, hàng trăm công nhân cùng các trang thiết bị máy móc đang tiến hành đúc dầm cầu, thi công trụ cầu, một số dầm cầu sau khi đúc xong đã được tiến hành lắp ráp. Ngày 3 tháng 7, thông tin từ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên, đơn vị chủ đầu tư, trên tuyến có 3 cầu lớn như cầu vượt đường sắt, cầu vượt quốc lộ 3, cầu vượt sông Công. Theo kế hoạch được phê duyệt, tuyến đường kết nối Thái Nguyên Bắc Giang Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, hiện tại dự án đang vượt tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2024.